Vì là chú có những trường hợp thì sợ là trôi chúng ta chính là 8 năm đấy là cái được cũng thế chứ là dài là dài là đấy 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 chỉ là chỉ 81 nó không có là chỉ là 81 nó sẽ thay chỉ là chỉ là nào không ý thế đấy là chú ý ta nói là cái lệnh này nó không phải bắt buộc là chúng ta chính nhưng mà có lẽ đấy đây là lấy chú ý nói đáng quan vì này người đấy đáng quan tức là mỗi người có trang có một cái giá là chỉ 88 hoặc như thế tùy vào là đúng không ạ là thấp hơn nhỉ? Tất nhiên là thôi cái giá thì đấy thì cháu đang lấy ví dụ thậm chí là chín có một cái mà tao lấy ví dụ đó là ví dụ là thị trường nó về 990 nhá thì cháu mới đưa cái này 899 vào đúng không? Thì lúc nó về 990 thì nó sẽ tụt rất nhanh, nó không xuống 889 nữa mà nó xuống là thì đấy là cái trường hợp của chú mới vậy thì chúng ta đã ký 81 hoặc ký giá sàn luôn không thì chú nói là cái lỗ cũng phải chắc chắn các lỗ thì cháu thì có thể về ví dụ như là cháu đang đặt là 992 đúng không? Trên sàn thì khó để tốt bây giờ cháu đang đặt là 992 đúng không? Mà bây giờ cháu mua cho đặt cái lệnh stop là 990 đúng không? Khi thị trường nó về 990 và cái giá khác biệt của cháu là 999 thôi nó về 990 một cái mà cháu tận 999 cháu mới bán thì cũng nghĩ nó không xuống 999 nó xuống 997 cơ thì đúng là các bạn đây là đó là ví dụ đó là ví dụ không, là cái thằng đó thì chúng hỏi chúng khác mà chúng nó đặt chắc chắn hơn chắc chắn hơn chúng ta đặt chỉ đã hút chứ không chỉ chắc hơn không này nhá chú đặt chúng ta lấy cách sát nhá ví dụ như là cái chú đương long 992 đúng không chú lệnh điều kiện lệnh là 990 khi thị trường 990 bán thì nó đưa cái lệnh của chú vào thì chú sẽ soi được 991 thôi thì cũng chắc chắn là chú người cũng mua được đặt không chỉ không phải sợ là cháu chẳng được chú mua nữa lúc nghĩa là thị trường nó đưa là 990 mà tiền là 991 chắc là được đúng không thì cho là tiền nào ví dụ như giá 989 là giá chú kỳ vọng bán được mà nó không bán được thì lúc của tôi là lệnh chú không muốn giá trị và chú theo dõi chú bằng cái lệnh đồng thời chú giữ lại thì phải chờ nó hồi thế lúc này lại không có đúng không chú nó xuống nhanh thì đấy là về cái chú bét tinh kịch bản bây giờ cứ thủng 990 là cái bán mọi giá chúng ta mua giá sàn. Không, giá sàn thì nó có thể giá sàn nhưng mà nó sẽ không khớp với chủ sàn. Giá sàn không khớp với chủ sàn. Không, chú nhưng mà vấn đề là chủ chắc chắn không khớp. Không, nhưng chú chắc chắn khớp là chú đặt luôn cái giá sót của chủ sàn quốc luôn cho nên là nó khớp. Đâu nhớ, lúc ấy thị trường xuống 990 nhá, mà chú mua 991 thì chắc chắn là chú sẽ mua được. Nhưng mà chúng ta bảo là lo, mà chúng ta cũng không thể lo. Chú đừng lo là 992 nhá. Chú đương lo là 992 chú có thử lệnh luôn à? Không, chú có một lệnh thôi, chú ví dụ chú đương lo là 992 nhá chú đặt stop là 990 đúng không? Đây là chú sửa tốt là bán nhá vâng, đây là stop là để bán thôi là để chú bán, để đặt lô cái lệnh đó để lo cái lệnh lo là chú mua là 992 đúng không? Cái lệnh stop là lệnh điều kiện thì chú đặt cái giá điều kiện là 990 đó là sau đó chú đặt là 991 không thể là 991 được chứ ta được rồi ta được bây giờ nhá thì khi thị trường nó về 990 nhá thì cái khả năng hồi khả năng tụt nó xuống rất là nhiều thì khi thị trường nó về 990 thì lúc người chị chấp nhận là bán 991 thì chắc chắn là bán được 81 này chứ không thể bán 991 không thể bán được chúng ta lấy ví dụ là đúng nhá thị trường nó hồi lên bán được khi thị trường ở 990 thì nhá sao nhá thị trường nó được nó thị trường nó được mua ở giá 90 đúng không? Nghĩa là đang giao dịch giá cao hơn 90 và chú mua ở đây. Chú bán, chú đang bán giá cao hơn. Chú mua thì chú đang mở cái lệnh đó để mua thì chú đang chờ bán. Cần phải đánh dấu là chú phải bán một cái lệnh ngược lại. Nó phải là mua cái lệnh đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là cái gì mua thì không phải là chú. Nghĩa là chú đang người ta đang chào mua bán nhau. 90 và chú là chú anh. Phá là chú có thể lấy. Chú đang làm gì? Đây là cái đường. Đây là 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 mình cùng để đóng cái gì đấy cho họ được không? Đóng thì mình sẽ đặt là cái giá này là giá có thể là 989 hoặc 988 như đấy. Thì mời chị cắt lỗ như nào một tay thì đấy. Lỗ trượt giá thì trượt đấy là trượt khoảng một hai giá thì đặt một số hai giá. Đúng số. Chắc chắn. Là tức là mình sẽ đặt một lệnh bán ở đây. Để mình đóng cái gì thế không này? Đấy là lấy điều kiện. Và cái thủ thuật mà trên thị trường kinh nghiệm khi mà đặt để làm sao mà cái lệnh này nó khớp ấy thì có hai thủ thuật chính như này sở giao dịch chính ấy, khi mà tải ví dụ trong cái thời điểm như này chẳng hạn trong cái trường hợp như này đang giữ như thế này chẳng hạn hoặc là mình không giữ như thế nào mình muốn tải xuống khi thủ này mình sẽ đặt cái thủ thuật đầu tiên là dùng lệnh MTL như này đây mình dùng MTL ở đây chẳng hạn thì ra bây giờ mình đang là
mình coi là mức chỉ là 90 là cũng hỗ trợ ấy. Nếu mà thủ nó đạt 90 thì sẽ đặt nằm vào lệnh bán xuống. Người đấy là thủ hỗ trợ nó hơi sâu đó. Thì mình sẽ đặt vào đây là như thế nào? Khi mà cái thị trường nó không phải về 90 mà nó đang phải là 90-95 nó thủ thuộc 90-1 sẽ đặt từ lúc đấy. Mình cảm thấy là nó sẽ thủ được 90 mình sẽ đặt vào đây là luôn. Thì lúc đấy mình sẽ khớp được các nhà luôn là nhà khớp. Nhà khớp thì sẽ rất là cao. Hoặc là mình đặt vào OK. Thì là cái phải cảm quan là vậy, là mình đặt thị trường là thị trường như nào mình phải cảm quan, mình cảm nhận. Nó có khả năng có thủ mà mình đặt trước luôn rồi. Và cái lực bán lớn ấy mình đặt vào bằng TL. Chứ không phải đặt lệnh đấu, à lệnh điều kiện á. Còn cái lệnh điều kiện ấy, đấy, cái thủ thuật của lệnh điều kiện nó lại khác một tí. Đấy, thủ thuật lệnh điều kiện là khi xảy ra từ trường hợp đấy thì chẳng hạn. Mình là muốn là 990 để bán đúng không ạ? Thì mình cái đặt lệnh điều kiện là chỉ là 1 line. Thì giá sân tốt thì mình sẽ đặt lệnh như một line. Cũng trong cái trường hợp y hệt mà bây giờ mình sẽ đặt lệnh như một line và cái giá đặt nào thì đặt chính là khi mà nó xảy ra cái trường hợp đấy sân tốt và mình sẽ không bị trượt giá. Mình sẽ đặt lệnh như 1-2 line nó phát hẳn luôn. 1-2 line nó phát hẳn thực tế thì chỉ cơ sở có tìm nó xuống thì 1-2 line nó không là gì. Nhưng mà mình đặt được đặt lệnh điều kiện 1-2 line nó phát hẳn. Thì đấy là cái đặt hẳn một trang cho khớp được luôn là mình có rất nhiều người đặt 99.98.7 đấy nó sẽ tốt luôn. Lẻ cái số chắc nó hay nhiều người dùng. Tại vì ở trên thị trường khi mà thủ cái bóng chặt nó sẽ thủ rất là mạnh. Thì mình cảm nhận thấy mình phải đặt cái stop là lại một lại. Nên là lại chờ bán trước đúng không? Chờ bán trước có thể mình dùng lệnh điều kiện để chờ bán trước. Và ví dụ cho này thì có lẽ cũng phải làm hơn đảo luôn đấy. Nghĩa là anh nhưng mà phải khớp khớp rồi mới đạt được. Tức là như này là anh đặt đề hiện tại thị trường nó giao dịch cũng giảm bao nhiêu bây giờ nó đang giao dịch ở 91 cao hơn cái này là mình dự là nếu mà thủ thì những người mình mới bắt đầu vào là thì là mình sẽ đạt cái này chấm một chi lương của bạn sẽ đạt được nhưng mà đạt thực tế thì đạt thì cái này nó không hỗ trợ để điều kiện là chỉ cho đạt cái thứ là đảo double thì mình phải đảo bằng tay, cái này mình phải nhân số lượng mình gấp đôi số lượng là đảo đấy. Nhưng mà nếu mà đảo bằng tay nó gọi là đảo bằng tay thì mình sẽ đặt là về bình thường thôi, chứ là mình đóng một cái mình mua hai cái ở mà đây là thì mình sẽ đảo được luôn, vừa đóng cũng vừa đảo qua chỉ là khi đặt vào đây là không cần trả tiền nữa còn mà đây là không có điều kiện, không có điều kiện là bỏ hết trả tiền. Thế là mình đặt theo là mình có thể đặt theo dõi thì là có thể là đấy là lúc mình theo dõi bạn đấy có thể là lúc mình đặt theo dõi thì nó lâu không mua thì có bán tức là bán mua bán thì ra thị trường luôn thì có cấp thế nào mình mua qua mình mua bán thế luôn thì mình đưa vào đây là rất là chuẩn thuận thế còn để đặt vào đây là không có ca thì không có thị trường khi mình đến 10 là mình phải ký cấp ở 19 là tại sao là mình mặc định là nghĩ là thủ 90 là mình mới đạt vào thì lúc đấy mình cũng sẽ thủ cho khoảng thời gian khoảng 5 giây là thủ cho mình đang ký cấp nó lỡ nó giá thì khi mình cảm thấy là thị trường nó từ thì mình muốn là cái thì là cái cơ của nó cũng là thì bán hàng được là tốt vào đây là tôi sẽ thủ là thì chúng tôi sẽ tăng cung cầu của hai đấy thế là ví dụ như là mình đang đặt điều kiện mình có hủy đi thì lại vào một tay hủy đi lại vâng hủy đi đây đấy thì cháu sẽ đi mình đang đặt là stop thằng kia nhá, sau đó thì muốn hủy đi lại vào stop bỏ cái dấu tích đi đi đúng không? Đúng rồi, thì bỏ dấu tích kia được mà. Ờ thì mình bỏ cái tích đi mà. Đó nghĩa là cái dấu tích vào đó mình đặt điều kiện là mình thấy nó stop nên mình hủy thì mình bỏ cái dấu tích. Không không, nếu mà cái lệnh điều kiện chú nó sẽ xuống cái trả lại lệnh này nó sẽ không hủy. Mà hủy lên kia chứ không? Hủy trước chứ. Hủy ở dưới chứ vậy. Đấy, nó sẽ là hủy dưới chứ không phải hủy kia. Nó sẽ không bảo hủy. Chúng phải đặt lên đầu tiên, chúng phải đặt luôn ban đầu như vậy, cứ đặt mua thì hai. Rồi cái khi mà chúng đặt xong rồi mà chúng thấy có thể là nó lên cái chúng phải hủy cái. Đây sửa lại phải sửa lại vào đây chú hủy không? Chú hủy rồi đúng không? Thì là chú thao tác này nó sẽ có lại và sửa. Đấy là cái lệnh đầu tiên ạ. Cái phần đấy là phần cơ bản của cái thị trường trên cơ bản về cách giao dịch trên thị trường ạ. Bây giờ sang cái phần thứ hai và đó phần kinh nghiệm giao dịch. Kinh nghiệm giao dịch này nó sẽ có một số cái phần chính như là đây. Đầu tiên nó là xác định trend. Để giao dịch ấy, thì mình phải xác định là hiện tại mình đang trong trend giảm hay là trend tăng. Nếu mà mình ở trong xác định đúng như thế thì tỷ lệ rủi ro rất là thấp.
gọi là coi như mình là chạy khá đám đông đấy. Thực ra là tránh bị thiệt mạng như kiểu trên có câu chuyện của là mình chống lại ăn bò chạy ngược lại. Nếu mà chạy hai lần bò thì sẽ là khả năng rủi ro cao hơn. Nếu mà mình tông thẳng vào đàn bò nó rất là mạnh, mình sẽ chết, sẽ băng đi rất là xa, chỗ lỗ rất là nặng, không tông vào đàn bò vậy. À, mình đầu tiên là trên cái thị trường này, tự nhiên là mình phải xác định là cái chen là gì, lúc đấy là chen là thị trường lăn tăn, là chen nào mạnh hơn. Thì để xác định thì em có dùng cái thủ thuật đó là làm cái đường cái bằng cái kỹ thuật này, chạy lên dùng cái đường là chỉ báo là MA, và cái MA nó sẽ là MA 20. MA 20 tại sao mình dùng MA 20, hoặc là nó sẽ có độ lệch là 1 phút hay 2 gì đấy. Mình dùng đồ thị 5 phút để tránh bị nhiễu, đúng không? Thì đây mình sẽ xem cái ký hiệu của MA như này. MA 20 là cái thiết tịnh kia, là những cái đường màu xanh này đây nhá. Thì mình kêu về bản chất giao dịch MA là cứ đường giá mà trên MA, trên MA là vượt trên MA là tín hiệu long, là một chân tăng. Còn mà nó thủng MA thế là chân đảo đấy, thì đơn giản thế thôi. Và cái đường MA nó sẽ là được hỗ trợ luôn đấy nhá. Nhưng cái phiên giao dịch gần nhất khi mà chuẩn bị cung cầu nó là sẽ xác định là tương lai là một dài hạn là giảm, và những cái điểm mà nó hồi lên những cái điểm này nó chính là những cái điểm sỏi. Tại sao là như vậy đấy? Đây là trong một cái chen như này, mỗi chút một chen như này để được xu thế như thế này, tôi đang chen lên đấy, thì những cái điểm mà điểm sỏi vào mình mà lỡ thị trường nó tăng lên như này rồi mình vào ngay những điểm này, tất nhiên là không phải những điểm như nào mà mình vào là điểm như này hỗ trợ là điểm đầu tiên. Điểm hỗ trợ như này là điểm vào đầu tiên, các bạn điểm chen vào một vùng thứ hai chen vào đấy, những cái điểm vào chen nó lên. Và cái điểm thứ hai là cái điểm đây, là cái điểm này cũng là trên đây nhưng mà nó là điểm này, đó là điểm vượt đỉnh của những cái cũ là điểm này. Nhưng mà cái này đây là nhá, cái điểm lần trước ấy bằng nó khi mà nó vượt đỉnh nó là một điểm liên theo đấy. Có hai điểm mua chính trong cái xu thế đấy, là xu là điểm mua ở các dùng cái hỗ trợ của trên đây. Ở đây mình có kẻ trong MA chẳng hạn thì nó sẽ trên cái đỉnh, nó sẽ là cái điểm như này. Như đây bây giờ em đang là em có chen long nhỉ? Chen long nào mà thì đây chen long nhá, cái điểm như này là điểm vượt, điểm mua chen long. Điểm này không phải điểm mua mà là cái điểm mà vượt cơ. Đây ví dụ như một lần này nó về sát sát cái đường này, có hơn đây nhá. Có hai cách mình kẻ chen, đó là một là kẻ chen bằng tay, mình xuống hướng này chen từ đây lên đây. Kéo xuống được. Chen thì nó sẽ không như mờ đường A, tại vì nó phải có hai cái điểm này. Mình kẻ thì khác, có hai điểm đấy thì mình mới là kẻ một chen được. Mờ đường. Đây đây. Đây 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 điểm vào là những cái điểm mà hỗ trợ chen, tức là nó gần gần sát đường này là vậy. Nhưng mà cái điểm dùng chen ấy thì nó là mặc dù nó chuẩn hơn, chắc chắn là sẽ chuẩn hơn đường vào, nhưng mà nó cứ rủi ro là phải có hai điểm không thì nó kẹt được chen rồi, đúng không? Thì tại cái điểm này mình lại không biết là tại sao mình mới dùng vào ai ăn, và khi mà nó sát sát đường vào nó bật lên này thì là được. Cái thứ hai trong chân tăng và nó sẽ sinh ra những cái giai đoạn tình cảm này, chính là cái giai đoạn tích lũy. Khi mà vượt rồi cái tích lũy này nó cũng là người mua, mà nó thường sẵn sàng là một cái tăng thì nó người mua rất là mạnh. Cái nếu mà dài chỉ là dài bóng này nhiều thì nhìn cái này nó kéo, nhưng mà nếu mà trong phiên thì nó thấy dài bóng ra thì đấy là cái nhà mua đầu tiên chấp nhận mua luôn đấy. Và tỷ lệ rủi ro ở đấy thì cũng lắm, thì rủi ro rất là thấp. Nếu mình mua ở đây thì rủi ro rất thấp, chẳng có điều chỉnh là điều chỉnh cái này, hoặc là ví dụ như mình đã mua đây chẳng hạn là điều chỉnh này, mình sẽ có những cái đoạn điều chỉnh cùng lắm sẽ đến khoảng là mình cắt được này. Nhưng người ta cắt lỗ mình mua mà sẽ cắt được, còn cắt rất là dễ. Tất nhiên là có thể là những cái giai đoạn nó sẽ có chát, rồi thì có chát ấy, và đây nó về lần này nó hồi lên này nhưng mà sau hết khoảng nữa này mà mình cắt được mua lại cái rủi ro rất thấp, mình cắt bao giờ cũng dễ. Và nó đến ở khi mà nó không có thể nó chậm, nó lên
đấy là cái đầu tiên là cái xác định chè thì mình sẽ tụng được hai cái đường và đường mà cùng đấy đến cái ngày gần nhất cái chè giảm chè giảm sẽ cái này thì mình tụng được ba cái tín hiệu. Nếu mà mình kẻ chè đấy thì nó lại như thế này, kẻ chè nó lại như thế này, từ kéo từ trên này xuống. Kéo từ trên này xuống, mình kéo chen này vào đúng không? Nó sẽ lần ra lần này, nó chen nó khủng. Nếu bạn này cứ mỗi lần nó chạm chen đấy là nó là một điểm sọt. Chạm chen là một điểm sọt, nếu bạn đang là chen xuống cứ chạm nó chen của nó là một điểm sọt. Đây, điểm sọt đầu tiên này. Sọt cái này. Cái này là điểm đầu tiên là điểm tiêu dụng nhá. Không có gì nhá. Mày lỡ cái gì mà bạn này lỡ mất rồi. Mày chờ, chờ ra này. Tất nhiên là sẽ có chát như này vào đấy. Nhưng mà cái, những cái điểm như vậy nó sẽ chát thì thường thường nó sẽ có những chát như này, có chát này, có chát thì nó sẽ sinh ra ví dụ mình mua ở đây chẳng hạn sẽ luôn. Nếu mà mình thấy sai thì nó sẽ cắt lỗ, nó là sẽ cắt lỗ. Ví dụ mình mua ở đây chẳng hạn trong một sự tế tăng cái xu hướng thế này nó không gọi là xu tế tăng, gọi là tăng, gọi là chuẩn, tại vì nó tăng một tốc cao rồi. Thì khi mà những cái này nó sinh ra giáp đó, đốt cao cao thì giáp nó giảm mạnh. Còn nếu mà những cái mà nó dùng đốt phải, đốt phải cái này nhẹ nhẹ này, cái này để hỗ trợ này rất là chuẩn. Đấy là kinh nghiệm mà chỉ sẽ áp dụng, áp dụng đây này một nhá. Mình sẽ dùng mường là thì khi mà thủ cái này nó có thể sọc nhẹ, sọc tép thì đấy, đúng không? Để tránh chát thì sọc tép. Thứ ba là mình sọc một cái, sọc tép. Cái thứ hai là mình lên cái đạn này theo dõi nhá. Mà đạn này nó sinh ra nó lại trượt xuống là cái nến này, cái nến này xác nhận là cái nến này mình sẽ chọn lại cái nến này, không phải chọn trên này thì đồ thị cũng thấy ở đấy nữa thôi. Thực tế mà cứ khi nó đã tiểu thì sẽ chọn tại cái nến dài này, cái nến xác nhận này đấy. Tức là nó sẽ sinh ra những cái tổ hợp nến thường là hai cái đỏ trước bằng cái nến dài, cái nến xác nhận thì nó sẽ chọn không phải cái nến dài tiếp là chọn nó ở đây. Tiếp tục nhá, nó phiền với những cái giai đoạn gần mặt này, tại tiếp tục là này tiếp tục tới đây này, nó cũng vậy là tiếp tục lại thêm cái lại là điểm sọt tiếp. Mình ở đoạn này có thể chấp nhận được sọt cho con gái, nhưng mà giờ thế là cũng diễn lại cái này. Thế tại vì tại sao không sọt ở cái vùng mà khi nó chạm 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 này thì nó phải sắp xếp chủ đề đấy, thì mà nó tụt thẳng cái này thì là những cái điểm mà bà có chè như vậy là những cái điểm mà hỗ trợ khi nó chen sọt thì hỗ trợ là nó là những cái đường kẻ này và một kẻ này là những cái hỗ trợ và một họ cứ chạm được cái nó sẽ tạo vào phương để cái nến đấy nó bình thường và nó sẽ cần một xác nhận một cái nến ít nhất là hai cái đỏ một cái nến đỏ lại chúng ta chắc là trong cái nó xuất hiện để cái đi sử dụng này để đầu tiên hoặc là những cái này nó có thể có chát thôi, mà chắc chắn là chát một lần, và lần hai là nó thẳng cục. Trong cái giao dịch thị trường này thì không ai được biết được sẽ cái cách chát và chát khi xảy ra chát mình sẽ sinh ra cái cắt lô đấy để phòng ngừa là mình có tạo được chủ thế đấy. Trên cái chát thì nó nhiều đây, cái chỗ chát đấy, nếu mà mình nếu bạn là tiếp tục sửa tiếp này bằng mình tạo được cái trường lên lại thì là cái cắt lô để làm cắt lô là có thể một hai điểm đấy thì để phòng ngừa là chúng ta mình đến game bẫy học cái đấy 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 là kinh nghiệm thôi đấy, chỉ áp dụng nó sẽ khác. Thường là những càng ngang thì càng nhiều bẫy, càng không thời gian nhỏ không nhỏ nhỏ thì nó càng nhỏ thì càng nhiều bẫy hơn. Vì nhỏ tùy cái cách mình dùng thôi. Nhưng mà về dài hạn thì nếu mà nó là tiền ảo nó sẽ được chát thì nó chỉ cần một hai lần, và nếu mà đúng thì nó còn hơn tiếp. Nó rằng có cái thả phải có cái thả tin cua chúng không phải là sạch nhau trả nó đủ và tàn tạm nó đủ sống tạm ở sinh hai là bạn thấy nhau không ngoài là tôi thấy thị trường nó đang lên nhá, và có khi nó đã sọt đang lên
là những người bọn nhà này là tạo lập là chúng là nó là mình hàng hàng cả vẫn tăng lên nhé. Đó là hôm nay là chúng ta sẽ lấy cái cuốn kinh nghiệm tại sao tại kinh nghiệm để lên gặp lại là nguy hiểm. Đây chúng ta sẽ trải tiếp về cái điểm lúc này là cái điểm vào lại nhé, là điểm trong cái chân này chân xuống ở đấy mình chân khi nào mình vào lại phải như vậy. Và cái thứ hai là cái đấy là trong một chân nhé, khi nào mình vào lại khi nào mình bắt đáy thì em lại tiếp một cái bắt đáy. Bắt đáy nó thường như nào, làm sao để bắt đáy được? Ví dụ như cái bạn này sẽ có hai bạn đáy chính, nó sẽ là hai bạn đáy ngọn đáy tù đáy nhọn đấy, nhọn ở đáy này và đáy tù ở đáy này. Biến thể của loại đáy nhỏ là hai đáy và đáy sau phải cao hơn trước, cao hơn tí hoặc là hai đáy cũng phải cao hơn. Nếu mà chủ đáy được là sau đáy và cái mùi mà nếu mà có hai đáy nó tương rất là mạnh, nhưng mà nó tạo hai đáy thì chỉ nó mà vượt lên cái đường này là ngang rồi. Và vượt qua cái điểm cũ ấy thì nó là đáy nhỏ rất là mạnh. Nhưng mà từ ba đáy trở lên thì nó sẽ giảm đi, giảm dần dần. Hai đáy là mạnh hơn, ba đáy nhìn tay các kiểu là nó sẽ tín hiệu nó sẽ giảm nhạt đi. Ba này một đáy nó là sai quay, tức là đến một cái điểm nào đấy thì nó sẽ không giảm nữa. Cái trường hợp thứ hai nó sẽ sai quay tích lũy. Và cái tức là mình nhận ra cái đoạn kinh nghiệm để nhận khi mà thị trường nó chuyển thế nào. Ở cái trường hợp một ấy, trường hợp một này là cái đáy nhỏ thì nó sẽ thường là xác nhận là bằng khi mà nó tạo đáy nó sẽ xác nhận bằng cái đáy sạch. Một đầu tiên là một cái đường đi có một cái bóng cái đáy này thì ở đây này thì bóng to và sau ngay cả trong một chân đá nó sẽ có những đoạn nó dừng lại, nó sẽ sinh ra đấy. Ví dụ như trong đoạn này giảm nó là một kiểu nó sinh ra những cái đường gì này. Đôi khi tức là giá xuống thấp rồi mà sau đó nó quay lại. Cái này nó luôn bằng luôn với giá lúc ban đầu tại cái đấy luôn. Nó sẽ ra những cái doji là mà bao giờ là doji và những tổ hợp cái sai thường là ba cái sai xanh. Mà ba cái sai xanh càng dài thì nó sẽ bộ bảo hiểm sẽ là phải. Nhưng mà cái điều mua lại không phải ở đấy. Mà là mình mua là khi mà nó điều chỉnh. Tức là mình nó lên là sẽ test và điều chỉnh, mình chỉ mua ở chỗ mức điều chỉnh. Điều chỉnh xong cái lên là rất mua thì như thế. Chứ không phải mình mua luôn một ở chỗ này. Tức là thường mà nghe bảo thì nó là hai đáy nó sẽ trở lên, nó sẽ bao giờ nó cũng sẽ mạnh hơn. Thường là trên thị trường nó sẽ luôn được như vậy. Nó sẽ luôn đoạn giảm này, tạo đáy này xong nó tạo hai đáy này. Khi mà mua cái đáy này, bao giờ nó lại ít hay nhiều một hai điểm như đấy thì tùy vào đấy thôi, mà chắc chắn là tỷ lệ vừa thấp. Khi mà anh chị bắt đáy thì anh chị tâm nhận là nó cao rồi đó, thì hạn chế cái là mình chờ cái điểm đáy hoa hình thành của mùa thì sẽ chắc chắn hơn trong một ngày đầu tiên. Đúng rồi, trong một ngày đầu tiên như ngày 16 đấy, 16 đấy cũng vậy, có thể là một hai ngày đầu tiên nữa sẽ tương tự nhau rồi, nó sẽ có rất là trường hợp đấy nhỏ. Đấy nhỏ nhé, đấy nhỏ là mình sẽ là luôn tìm được cái điểm đáy thứ hai của luôn, cái điểm nó thấp. Còn nếu mà mình nhá, mình muốn bắt luôn được cái đáy đầu ấy thì cũng được thôi, bắt ở đây này, ví dụ như lúc nãy mình bắt ở đây này thì nó rơi thẳng luôn là mình trên luôn, là bị chát của chát đấy, chát của chát con đáy ấy thì có phải ở đây là anh chỉ nghĩ là cái đáy không mà nó thủng luôn. Thì thường nó sẽ là tín hiệu mạnh, nó sẽ là hai đáy hoặc ba đáy, hoặc cái đáy sau đào rất là sau khi tạo đáy nó sẽ có một cái đến thì cái điểm mua là chính là cái đến này. Đấy là cách bắt đáy. Bắt đáy thì tôi đây là cho những ai thích bao điểm. Bao điểm thì sẽ được mấy này có thời gian bao điểm đặt lên stop gì không phải cái này không đi qua stop đến cái cách khác. Bắt đáy nó to hơn. Bắt đáy thì chúng ta có một tay thôi, chúng ta điểm một tay thôi để đánh vào. Bây giờ vẫn đây rồi đấy là bắt đáy mà cứ lên cho nó được cao lắm, mình bắt chân đáy thì nó cao là lên cao. Kiểu của đấy cái cách mà cạnh thứ hai, cạnh thứ hai bao giờ đấy như đây là trường hợp trường hợp tiếp theo là đây này, đây mình đáy là đáy sao đáy một đáy đáy rồi đáy xuống
Ừ. Ủa đấy thì là phải chấp nhận bỏ đấy thôi, thật có thể là nó để to nó cao mình bắt được hai đáy này bao giờ cũng sẽ đáy rất nhiều và tỷ lệ nó lỗ rất thấp. Ví dụ như trường hợp nó tạo một đáy nhỏ chẳng hạn, nếu mà mình ở đây là mình sẽ bị chát thôi, còn nếu mà mình đá lại này cũng thể là mình đấy, mình gọi may mắn mình bắt được đáy được không đấy lên thế mà những giai đoạn mà nó tạo đáy cũng thật sự nó sẽ thường nó sẽ tạo hai đáy. Cái đấy nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cái hai mô hình cái đáy của cái biến thể này nó là mạnh nhất. Tức là cái khả năng đi lên mạnh hơn. À, cái này mạnh. Và cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp đáy tù. Đáy tù là nó sẽ đến đoạn này nó cái đi ngang. Và cái điểm mua là điểm mua ở đâu? Điểm mua là khi nó vượt ra khỏi cái thể. Nó thường tất cả hai cái sai cả. Đây lấy một ví dụ nhá. Ví dụ nhá. Một cái giai đoạn nó tích lũy để nó đang giảm tích lũy ngang hàng này lên này. Sẽ khó hơn, chắc chắn sẽ khó những giai đoạn này. Nó sẽ đến một cái điểm vào đấy nó sẽ không rời được nữa. Đây hiện tại bây giờ thị trường nó đứng đồng mạnh sẽ rất khó. Đây là trong thời gian tăng, ở đây là tổ hợp đến này 1, 2, 3, 4, 5 cái này, 5 cái nhà. Gần đây nhất là có một cái phiên là cái phiên cái trường hợp thứ hai chúng mình ngược lại đấy, và nó sẽ ngược lại. Đây, nó sẽ lên giai đoạn này, nó sẽ lên giai đoạn không tăng nữa này. Và lúc đấy là sinh ra những cái điểm dễ có điểm là chiều hay nó tạo chiều hơn này. Nhưng mà cái này nó lại không mạnh. Tại sao không mạnh? Bởi vì có những cái giai đoạn như này, nó sẽ tích lũy sinh ra giai đoạn này. Và lại được tiếp. Nó sẽ phải xác nhận là một hai cái xanh. Ở một cái xanh mạnh nó không vọt quả được. Mặc dù mình mua rồi nhưng mà chúng ta rất là thấp. Đấy, còn nếu mà sẽ chấp đề nếu để bao nhiêu năm 1 phút hay là bao nhiêu là đến 5 phút ạ. 5 phút thì hơi lâu đúng không? Các bạn đang cho thường là không cần phải cái nhiều lắm thì 1 phút đâu. 1 phút thì nó rất nhiều chat luôn. Thì có thể là mình có nhiều đến thì mình xác nhận nó nhanh hơn ạ. Không phải, nhưng mà nếu mà chú thì 1 phút thì cũng sẽ sinh ra những giai đoạn như này. Nó đảm liên tục chứ ạ, chú cũng chịu ở những giai đoạn như này. Thế thì 3 phút đúng. 3 phút cũng không được, 3 phút cũng đấy, nó chỉ cần 3 lần thôi. Chú chỉ cần 3 lần thôi mà. Một ngày cứ dạy này, trong một trang giảng chú đã 3 lần. 1 này, 3 này, 3 này, có 3 lần thế không? Bây giờ chú phải nhiều tín hiệu, nó nhiễu thế, chú có dám đắt không? Đấy là theo đầu tiên thôi, đây là cách xác nhận thì được, chiều theo đầu tiên. Cách thứ hai là ta bằng tay. Đấy nhá, em cho một trường hợp cụ thể như thế này. Đó là sử dụng trên cái tổ hợp của ấy thôi. Đó là điểm của khi mà mình có lãi thì điểm A là điểm dưới đây, chiều là nó không giảm nữa. Thì là cho nên lúc nãy lại nói là bằng đầu tiên. Cái thứ hai là cũng bằng tay. Tay thì nó sẽ là như ở trên thị trường ngoài này nó là có những kỹ thuật đó. Nó sẽ có những điều hỗ trợ tay, những cái Fibonacci. Một, những điểm mạnh nhất là 8, 13, 21. Ví dụ nhá, nhưng trong phiên là phiên phiên này chẳng hạn, phiên gần nhất mình tính ra từ điểm cao nhất hoặc là điểm đây gần nhất là 9.3-8 này là điểm đến điểm nào nó thường là nó sẽ không giảm nhiều nữa. Những điểm mà không giảm nhiều cái chi tiết trên quy mô là những điểm là giảm 5 điểm này, 8 điểm, 3 điểm, 21 điểm. Thì bây giờ nha, mình nhìn vào đồ thị nha, tại những điểm đấy mình sẽ thấy à, từ giờ đó xong mình cứ trừ đi 5, 8. Đấy đấy, đấy đây nha, đây là 9, 8 nha. 5 điểm là 8.4 hoặc không phải là 8.3 đến 6, 8 đây là 8.4. 5 điểm đó là 8.9, là cái điểm đầu tiên. 8.9. Đây có một cái là một sai điểm, nó có 8.9 này. Đấy,
Đấy đúng rồi. Đấy, 889 thế này. Đầu tiên là 5 này. Đấy, nó sẽ không gây nguồn, sẽ có loạn để chữ thịnh. Ờ, những điểm trên một thì tính trong cái mô nó sẽ trường. Đầu tiên là 5 nhá, là 5 nhá, nó không gần quá, nó tụt xuống nhá. Và tiếp điểm của tiếp theo là đâu? Đợt này xuống là 886 là 8 điểm. Và cái điểm cuối cùng là ngày hôm đấy là 13 điểm. Và 13 thì nó sẽ giảm tối đa 58 điểm. Thì anh chỉ là nếu mà lãi rồi thì để mà chốt là phải biết điểm 88 rồi là hoặc là 21 ở trên giá. Anh em nhớ thủng tiếp thì điểm mua của cái xe đấy tiếp thì là nó là số thì kia 50 bỏ qua là đấy xong rồi thủng 21 điểm 5 nhé, mình bán hết cả nào thì nó rất sọc luôn. Thì đây thì mình cũng thấy những cái kẻ tre này khi tiếp theo những cái điểm tiếp theo thủng tiếp chưa hợp thì là cái nữa là cái chủ đề đám ngang ngang kia là ngang ngang đấy. Và tiếp theo mình là cái đám ở đâu là quay đặt nó cũng là đám được. Tại sao mình phải ra chốt như vậy là để bảo là nó không bị hồi lên. Nhưng những cái phiên mà nó hồi lên em tính những cái phiên hồi lên là phiên năm ngày mùng bảy đó, hôm đấy là xem mở nếu mà xem chắc ngày ấy mở cửa ấy. Ngày mùng bảy đấy được đây ngày mùng bảy nhá, mở cửa là 8996, cao nhất là 899 và thấp nhất là 894.8. Thì có phải là trong phiên đấy nó sẽ biến động như là nó tụt từ 888 897 cùng đi xem mình xem vào hôm đấy mình sẽ rõ ngày mùng bảy đúng không ạ? Ba phút đi không không ba phút thì em nhìn không rõ rồi. Đây mình xem vào ra mình hôm mùng bảy đây. Đây đến hôm bảy, mùng bảy là móc bắt được đây, 889 lên 886 lên lên là 887 lên lên được là 889 tương đương với mua chỉ là ba điểm đấy, 2, 3, 5, 8 ba một thế tính rồi biết là những điểm dễ đảo chiều nó lên đây là 899 này là ba điểm của cái đánh này sau đấy nó tụt vào điểm mà nó tính đầu tiên là cái điểm là 886 này 886 là bao nhiêu từ 887 tụt xuống 889 thì tụt xuống 886 là 13 điểm thấy chưa. Tại những điểm đấy là nó sẽ có những điểm đảo chiều tại sao mình chưa ở đấy có thể nó sẽ tụt tiếp nhưng mà nó tụt nhiều quá đấy, nó là 13 điểm sau đấy nó sẽ hồi lên bao nhiêu, hồi lên này hồi lên bao nhiêu, tại lên 894 là bao nhiêu, 886 894 là bao nhiêu, là 8 điểm, đấy, 1, 3, 8, 3, 1, 21 để thường kèm giải, trên giải nó sẽ có hai cái 21 điểm như thế này, đấy, 21 điểm là phiên thường nó phiên đang là một vấn đề rất là sâu. Ở tập đấy là phiên này phiên ngày 25 tháng 10 cho lại ngày 25 tháng 10 đây ngày 25 đây 25 là bắt đầu từ đoạn này từ cái đấy này mở cửa là 8 đây này hơi khó cho cái mềm tay thì ngay không thì nó không mấy thì nó là hơi lâu. Đây phải làm nha, nó sẽ lên hai chị xem nhá. Mở cửa là 861. Cao nhất là 887, thấp nhất là 856. Và lâu là 86, 886 đúng không? Cao nhất là 887 đúng không? Lâu thấp nhất là 856 là tầm bao nhiêu 2 phút điểm. 86 là 8
phong khoản cái tôi thì nó sẽ trượt, nó mơ nó trượt, nó gây giá nữa thì mình chấp nhận thì mình bỏ lại đấy thôi, không có tiền tài thì nó có thay đổi đấy. Sau đây nó lên hồi lên là 21 điểm nhá, mình tính là 21 điểm nhá. Sau đấy từ điểm 8 5 đấy, nó hồi lên đúng là 21 điểm luôn đấy. Đúng là 21 điểm. Trong đoạn đấy nó sẽ có những cái đoạn dừng dừng đấy, dừng cái đoạn kia đấy. Mình xem cái điểm là nó tổng 25. Nếu mà dài thì những trường hợp nó rất là thấp. Cái điểm mà nó bắt đầu nó sẽ có những đấy. Đầu tiên là cái điểm chỗ 8.9 này. Chỉ nó phải đây là 15 phút thì nó thì nó khó, nhưng mà đến 5 phút ở đoạn này nó sẽ đi ngang. Đấy, đầu tiên là nó 13 điểm. Đấy, nên chị cứ chú ý là cái mốc đấy là mình thấy tốt. Nếu trên dài thì nó là 21 điểm, bình thường nó sẽ là 13 điểm, nhưng là phiên gần nhất là nó 13 điểm. Là từ 83 nó về 80, 81 thì nó lại tầm khoảng 81, 82 điểm đầu. Nó bị dưới cái sọt, từ nó cao rồi. Đấy, đa phần là như vậy, em sẽ lấy một số cái ví dụ những ngày gần nhất là như vậy. Ngày gần nhất đây nó có đây đầu tiên này có cửa, có cửa 83, có cửa 80 là 83 điểm. Cái này tiếp theo có cửa là 95, 96 đúng không ạ? Thấp nhất là 83 là 83 điểm đấy. Bây giờ nó chỉ đến tầm đấy thôi là nó hết thôi, thì mình nên làm cái đảo chỗ này nó được cái ATO ok vậy. Em chờ này phải ATO vào cái điểm mà càng dài nó càng lớn này. Đã. Nó tầm khoảng 18, cao nhất là 896 nhá. Và tầm nhất là 94-93 điểm thôi. Dài hơn nó sẽ là 21. Thì đây là ví dụ như là 910 và 906 đấy. Là 92 điểm thôi. Thì đo đây thôi, đo tay đấy, đo tay cái hàng đo tay. Nhưng mà đến nó trúng 13 điểm và xuống hết tận 20 điểm. 13 là cái 21 thôi. Nhưng mình mà một ngày chắc là đã xong 13 điểm còn mình chưa thỏa mãn à. Không, ví dụ như mình để nhưng mình như thế thôi. Ít nhất là nếu mà mình sọt tuổi thì ít nhất phải được 45 điểm nó sẽ ra đấy rồi. Đúng không ạ? Đấy là sọt tuổi. Đấy thì những điểm nào mình phải dừng. Đấy thì làm cái được phải những cái gốc phải trả phải là hai mươi là đi ngủ đấy, đi ngủ luôn. Có thể một cái chen, có thể anh kèm để cái chen mà thường hết trong một ngày có ngủ được không? Chưa, có thể cái tế nó sẽ dài hơn lệch hơn một tí, nhưng mà thường đa phần là ấy thì nó sẽ chậm lại. Đây bây giờ 94 và trên đây là những cái chuyện tăng là tăng 21 điểm. Thấp nhất là từ cao nhất là xuống mức thấp nhất là từ 94 đến 21 điểm. Đấy, điểm thì có thể bổ sung lại cái tên 58, 13, 1. Nếu như điểm đấy là mình phải có cái điểm đã cần hết rồi. 3 điểm. Đảo chiều, nó thường là đảo chiều. Nhưng mà nó tăng, điểm nó thấp thì nó sẽ tăng cùng được. Ví dụ 3 điểm thì nó cũng có một cái giai đoạn là nó được 3 điểm. Ví dụ như phiên này là nó từ 86 lên được 89 là cao nhất là 3 điểm. Nó tụt 13 điểm xuống là chỉ còn 83 điểm. Thì tại cái điểm đấy là mình đặt chắc lỗ thì mình sẽ điểm vào lại là không cắt lỗ thì mình phải cơ thể cắt lỗ mình sẽ cắt lỗ ít thôi. Cắt lỗ 2 điểm thì 4 điểm. Còn kia là 3 điểm. Nếu nó vượt luôn thẳng thì cái giai đoạn tiếp của nó. Đây là một số trường hợp như vậy, mà đa phần sẽ theo cái này, có một số trường hợp đó sẽ là bất ngờ thì nó dừng đi luôn. Và tiếp theo đây là cái kỹ thuật tới điểm nào thì tạo kiểu những điểm đấy cũng có thể là gọi là mình mua bắt đáy đấy, hoặc là mình đóng lại an toàn hay là bắt đáy mình có gì. Cái tiếp theo nha, sẽ nói tiếp về cái nếu thì em nói rồi. Cái thứ hai là cái phần tiếp theo là một số cái. Số
đầu tiên là cái tại sao mình không nên qua đêm qua đưa cái gì biến động nhá. Em lấy một cái ví dụ đơn giản thế này nhá. Để tính cho tại sao mình không nên để những tệnh như vậy, mà mình để nó sẽ hậu quả như thế nào. Có thể là mình sẽ đúng trong đoạn này, là mình đúng 10 phát thì 10 phát liên tục nhận được người khác và điều quan gì đó đấy nhá. Mình ban đầu mình có 20 hợp đồng, tức là tính là mình có 200 triệu chẳng hạn, cái tiền tương ứng của mình là 200 triệu. Sau một thời gian mình đúng khoảng 10 phiên đi, mình được 200 triệu thì mình ít 2 hợp đồng đấy là mình được 40 hợp đồng và 400 triệu đây nhá. Để mà lên được gấp đôi thì mình cần 200 triệu. Nhưng mà khi mà mình lỗ, mình đã từ 40 hợp đồng á, mình lỗ chỉ cần lỗ 100 triệu thôi là mình lại phải quay về vốn gốc rồi. Và đây là cái lý là đúng là thế, lỗ chỉ đúng 100 triệu là mình vốn gốc, và trong khi mình phải kiếm 200 triệu đúng không? Tại sao có những cái phiên đầu tiên tức là hôm trước là tăng rất là tốt, sao mà tăng được đấy. Tức là một tháng mình có kiếm 100 triệu thôi để mình một phiên tăng cái điểm vậy. Đấy là đầu tiên, đấy là cái đấy là em định kinh tế. Nếu mà kinh tế nó tầm khoảng 1/3 một cái này nữa thì nó mất là anh chỉ cần mất khoảng 7-8 điểm là anh mua. Tại vì là mình đánh lên cao thì có nhiều hợp đồng hơn, cấp thêm lên thì nhiều hợp đồng hơn, thì khi mà tham gia lỗ thì nó sẽ nặng hơn nhiều. Tại sao trên thị trường cơ sở nó tại sao là cả một trên tăng là chỉ có hai lần tăng thành lỗ hơn và đang khoảng lỗ hơn, đang lãi 30%, 40%. Đó sao? Cần hai lần và hai phiên là lỗ, thành lỗ hoặc là lỗ luôn. Tại vì như này, cái trò là trò cấp thép, mình luôn là đánh full. Đánh full ở Việt Nam là luôn đánh full. Luôn đánh full là nó như vậy. Cái khi mà mình cần 200 điểm, trừ đi thuế thì mình cần khoảng 230 điểm. Cần khoảng 230 điểm. 230 điểm là gấp đôi rồi. Nhưng mà khi mà giảm thì chỉ cần giảm từ 75-80 điểm. Bày mò rồi. Và cái đấy khi thị trường mình sai á, thế này thì khoảng 2 phiên. Hai phiên mà sai giá, sai chen là bày mò. Mình còn lỗ á, khi mà nó sai thì nó lại tâm lý. Thắng thì không thì thắng thì có 2 điểm. Chốt được 2 điểm, mình chống cáo lỗ khá. Thì phải sinh em tháng của nó, cao cao là nó được kiếm đi. Thua nhiều. Đúng không? Khi thua mình cần thua khoảng 3 điểm là mình có bày mò rồi. Đấy vì sao mình là không để qua tiêu hồn cái tiền tại vì cái gác. Cái gác đầu tiên mình sai thì đấy là không đầu tiên nhá. Lấy một cái ví dụ là mình sai gác đi. Cái gác là phiên đây đi. Chen là một đang là một chen sọt rất là mạnh. Nhưng mà hôm sau nó lại được, hôm sau nó lại hồi lên. Nó tầm ở đây rồi. Đây, nó là chỗ này. Đây hôm sau nó tụt lên là nó mất 10 điểm. 10 điểm đó. Mất 10 điểm là tư đúng là mình phải kiếm mất. Mình phải kiếm lại là 25 điểm. Mình phải kiếm 25 điểm. Đấy, mình chỉ cần 2 cái chát này thôi. Mà là mình đi hết tài khoản rồi. Mà khi mà mình lỗ thì mình kéo được cái ít đi. Đây, kiếm lại khổ hơn rất là nhiều. Tại sao mình không chơi ATU, ATC và AT? Tại giữa trưa bây giờ thêm cái món giữa trưa này. Vừa giữa trưa nữa. Giữa trưa là như thế này. Đây, có đây. Trước giờ trưa thì nó vẫn là chen lên. Nhưng mà sau đấy là đây. Ủa phát xuống mình nó mất 10 điểm rồi. 10 điểm là mình bằng 2 điểm của mình trong 10 ngày. Thế cho mình chỉ có lỗ trong có 1 phút thì lỗ là lỗ mất 20 ngày rồi. 10 ngày thì nó thế trung bình mỗi ngày em chỉ kiếm là 2-3 điểm đi. Thì mình mất khoảng 8-9 ngày để kiếm được cái lợi nhuận để bù cái phần này. Thì có 1 phút thôi, đây cũng là bị bay thôi. Mình làm cơ khổ 10 ngày rồi. Tại sao mình không đi ATC? Có thể là bác đấy hỏi thì nhưng mà em bắt đấy cũng như em bắt đấy bảo bác đấy là bác đấy đúng em được 2-3 điểm. Thế em cần đủ 15 điểm thế rồi. Em mua lên rồi cần 2 trên sai của em. Một phiên sai cũng như trước là 20 điểm là xong, là kiếm cả mấy tháng, khoảng 1-2 tháng đấy.
còn ngày chẳng có ngày 30 điểm rồi đấy. Sao? Nếu mà trước giờ mình chơi, còn em không chơi, em không an toàn, em không chơi, em bỏ hẳn. Đúng rồi. Bỏ hẳn A, Q, A, C, hoặc là có 20 cái, cũng 1 cái. Để đánh giá cái chất lượng. Thế em thì em bỏ hẳn, còn cái giờ chưa thì em phải đóng 2 phần 3 hoặc tương hết. Tại hồi xưa là em có thể vẫn chưa là sao? Gần đây nó chỉ là lấy lỏng công việc là làm lại năm điểm sau thì không mất. Đấy là bây giờ anh không chơi qua chưa, tức là mỗi sai lầm của bài học. Nhưng cái đầu tiên là thời điểm bài 3 và cái thời điểm bài 2 không, cuối năm 2017 ấy. Lúc đấy thì trường hợp diễn biến nó không nó phát hiện cái này. Nó lên và nó lên luôn, nó thiên cái 2-3 điểm thôi. Không phải như này, ngày càng càng nó có điểm đấy. Hôm đấy có những thiên là nó từ 20 điểm. Đấy thì việc giữ rồi không phải làm gì hết. Cứ lúc 3 hôm trong một tuần em có tài khoản em có đưa hết rồi. Đấy là giờ giai đoạn trước rồi. Và khi mà cái thị trường bây giờ có nhiều data ấy, thì bây giờ nó sẽ biến thể. Có còn rơi là không rơi luôn. Hồi hồi. Thì thế mới là tại sao là trong một game giả và tại sao không làm được. Thì người ta sẽ kích thích cho những người mà lo. Có tạo ra những cái chat như này. Chủ yếu là tài chat này, đi ra này, mọi người nghĩ là thôi đáy rồi thì cứ xông xông bạn này này, xông bạn này này, nó sẽ tích lũy rất là lâu, cả đêm nó tắt ở bên đảo này, và cái nó sẽ đánh nó thủng luôn thôi, bắt đầu họ sẽ ăn những cái đoạn dưới này, họ sẽ hoa cái đường họ ăn ở dưới đây, thế nên mình phải tăng lỗ sớm là sao? Không, bây giờ mà lúc thì cho bộ thì nó giá trị phải chứ, nó không phải nó chỉ không có cái gì cả. Ví dụ nó phải chỉnh phụ thuộc vào nhà là các bạn bây giờ thì đến cái độ khác nó có một cái khác khác cũng vậy. Có nhiều chơi có nhiều chỉnh là gì thì các bạn thì mình giống nhau cái này chắc chắn sẽ không phải nhiều đấy đấy sao ngược là sao thì nghĩ đây nhá, thì nghĩ là ở đây có người nghĩ là đây tạo đáy rồi, nhưng mà nghe là đúng là đúng là đấy rồi, anh nào vượt khoảng hai cái sai cái thì anh mới mua nhá. Nhìn tưởng đấy đáy tù, tưởng là đáy tù đúng không? Nghe em bảo đây là đáy tù đúng không? Bắt đầu phải tất cả trường hợp đều là đáy tù mà nó là tổng người. Thế tại sao mà tại sao mình mua cho đáy tù là sao? Thì cái điều không đúng, nó thủng đáy thì mình mới bắt đầu mua rồi. Hoặc là khi vượt hẳn đây thì mình mua đầu mua chứ mình không mua ở đây. Đấy là rủi ro thì chấp nhận, nhưng mà có người mà ta chấp nhận vừa đấy thì nó sẽ rủi ro. Và đi chợ thường có những sở vào cơ sở nhiều sự cơ sở bán mình bao giờ cũng là bị có bán nhỏ sao đấy cô như thế này giờ ở đây thì đúng như thế theo cơ sở đó, theo cơ sở về dài hạn nó sẽ theo cơ sở, theo cơ sở theo cơ sở, nhưng về ngắn hạn thì giờ chưa cách nhau tiến tới thì cái gì mình làm cái động cơ sở. Thứ nhất là cơ sở không đủ bằng cái gì của mình trước. Sở thì yêu cầu thì nó xin vô cơ quan cơ sở thôi. Nhưng mà có thể là lên trên 10 điểm sử dụng. Đó là nó cái giai đoạn là bán sẽ là một cái quá, người quá bán được. Một nhà bán cũng không bán được hết. Một nhà bán nó sẽ làm cho mình không bán được. Nhưng mà biển xưa thì đấy là một người thầy cho có kinh nghiệm chính là kinh nghiệm cao về cái xe. Như đầu tiên nhưng mà chung hạn là ví dụ như là cái hợp đồng mỗi một nhé. Ví dụ ngày đóng hạn của đóng lại 25 nhé. Thì nói chung là nó chốt như hợp đồng tương lai là hạn 90 nhé. Đây là cơ sở của mình là hạn 95 thì mình cũng có tính như vậy. Thì cái cơ sở thì đang là chính là cơ sở lúc ấy là trước là hạn 95 đúng không? Đây là lúc vừa mà còn sọt thì là đúng rồi, không thêm 5 điểm là không thể được thêm 5 điểm nữa. Đó, tính theo đặt cơ sở. Đây cứ ra cơ sở này. Trải qua bây giờ thì mình đang hết tương lai rồi. Đấy là thời điểm hiện tại thì có thể so đó. Đồng với phiên đó là lần trước là sao là người ta nói là không có cái điểm này nó tốt lắm. Sau năm 2019 thì đồng sáng 3 cho là 3 tháng có 2 đồng ý 8 hiện tại 8-11 8-11, 8-12 và 2 cái tháng có 2 đồng ý nhất là cuối thì là tháng 3 tháng 6 à thì nó chưa chơi còn có là quy tắc rồi phải chơi hợp lộ quy tắc nếu như sau năm 2019 thì nó có chơi quý 1 trên tháng 1 không, tháng 1 tháng 1 là khi nào mà hết tháng 12 thì mới xin tháng 1. Ừ, đấy thì hết tháng 12 mà xin tháng 1. Có, chuyển tháng 1 và từ đây đến từ tháng 12 là tháng 3. Tháng 3 là tháng 3 là tháng 6. Cho
để sang hết. Đó là quy định rồi, đó là hai cái quý của hai tầng đấy. Cho bốn cái anh mà đó là quy định bốn cái hợp đồng đấy tương đương bốn quý đó. Không phải bốn quý là hơn là tám tiết tạ, là cái tiết là hai tạ, hai tạ cuối và hai quý tầng đấy. Sau đấy nó sửa đổi như nó giúp cái T phải ngắn hơn T2 hoặc là T bây giờ T có kia hoàn toàn là T không biết mình cũng để T cao thì như là nó có cải tiến về các em. Tôi tiếp tục tiếp nhé, tại sao lại không chơi tiếp ATC ATC thì ATC là cái ATC ATC tại sao cũng nên chơi sao ATC thì nghe có những phiên như này nó đang mở giảm nhưng mà nó tự nhiên là ATC nó lại lên và cái trường hợp mà tôi gặp lần nhất mọi người vào đâu cái trường hợp mà gặp hại nhất là cái đợt có mưa có lên khói thì lúc đấy thì ATC nó tăng 30 điểm ATC tăng 30 điểm lúc đấy là cháy luôn tài khoản của mai ai mà còn cháy luôn cho người luôn hôm sau tăng thêm 10 điểm nữa cái đầu tiên ATC tại sao mà không chơi ATC là chỉ cần một phiên như vậy là chỉ cháy luôn rồi. Có lộ bán tuổi mà nó đã xảy ra và nó sẽ xảy ra trường hình như thế này cho nên là xe đạp này tại một cái điểm mà tiêu dùng rất là xấu như là tới và tới chẳng hạn như là phía Trung Quốc là sẽ ngang nhiên không đảm bảo đầu tiên đấy nó sẽ là có một cái sự liên hệ cái phiên nó đổi lên mạng thì không hiểu tại sao và nó hồi trước thì mình đã chết luôn là tại ATC nữa rồi tôi mới đạo hương nói rằng là có người là người lần 3 rồi đợt tới là sẽ có một ông khác không phải ông hương đấy là vì có mò được một lần có trong một tiểu hạt ông chung là hạt ông chung là hạt ông bảo là tôi cái sáng đấy là cũng trao hỏi là nó không chiều đâu phải chỉ quyết định là chúng tôi đã bảo là bán rồi ngay cái tại thời điểm đấy còn như là bọn mình đen cho những cái bạn chân trừ thì nó chưa thể bốn điểm luôn ba điểm luôn thôi đấy là em gặp trên đấy là em không bao giờ tiền ATC luôn vào đấy thì chọn được chen thì chen đúng chen luôn vẫn chen giảm hôm đấy giảm đúng 50 điểm mà cuối phiên nó hụt 30 điểm thành ra cả phiên à đâu hôm đấy là giảm mà từ tháng thứ nó còn là khoảng 30 điểm thôi mà ở cuối phiên là nó hụt một lên sạch rồi bên này một đường thôi sao thì bên đấy được bây giờ 10 điểm không cả điểm được đâu 3 điểm là vẫn luôn là người ta có thể thấy sợ là hôm sau thì là cháy luôn rồi vẫn một phần ba nhưng mà tính một ngày coi thì đấy là nhau phiên ATC ATC nó bó tay rồi nó sẽ xảy ra rồi nó đã xảy ra rồi tương lai nó sẽ xảy ra tiếp nên chỉ là tốt nhất là không chơi đấy còn là ATC thì họ thôi. Có thể là mình nếu mà đúng thì mình ngang lên một tí nhưng mà mình cần sai một cái thôi và mình thường tại sao mình sai một cái là mình đi nặng hơn là tại sao mình lại thích hỏi gấp gấp thép trò gấp thép mình lái rất là nhiều mình lại gấp thép nhưng mà mình không rút lại ra mình lái được lên gấp đôi là mình lên là bốn trăm và mình không rút ra hai đầu mà mình tiếp tục đi chơi tới những phiên đấy hai phiên bốn đúng một phiên rồi và ATC ATC tăng 3 điểm, hôm sau tăng 15 điểm nữa là 50 điểm rồi. Là còn mình kiếm tốt tốt thì là khoảng 2-3 tháng mình kiếm được cái đồ tài khoản. Nhưng mà thật ngon đấy, ngon mình kiếm được 2-3 tháng mà nó một buổi. Hôm sau mà ai tiếp tục mà là nghĩ là thị trường nó chỉ hồi á, mỗi phiên nó tiếp tục tăng thêm 2 điểm nữa. Đấy mà sau đấy nó cứ giảm tiếp. Có lên 96 người nó từ hồi đấy nó giảm từ 95 người xuống phải 95 người thì đấy nó hồi 95 hôm sau tăng tiếp lên 970 có sau nó bắt đầu từ hôm sau bắt đầu giảm từ kia là 95 người mình chết là mình chết là các bạn hồi rồi là hồi là mình lỗ luôn kiểu cháy một tài khoản đấy là một phiên duy nhất em gặp không bao giờ chuyện xảy ra chị chưa gặp đâu tôi cảm thấy chưa sợ mà khi nào gặp thì sẽ thấy là hôm đấy không nghĩ đến nó kiểu như này lúc đấy là mọi cái niềm tin của mình đã mất rồi mình vẫn không thay đổi nhanh hôm sau mình vẫn tiếp tục đứng sợ đã tiếp tục chạy tiếp hôm sau có tăng cái sai một điểm nữa thở gác đầu tiên là 10 điểm tiếp tục mình cảm nhận dần lên là có thể nó trở lại
10. Mà hôm sau, ai sau còn khoảng 5 hôm sau thì nó lại về 910. Năm sau có thể lại 910. Sau hôm thì nói đúng được khoảng 2 ngày thôi. 2 ngày sau bắt đầu từ ngày 3 là tiếp tục là tôi tiếp. Đấy thì em mới bảo là tại sao không thấy ATUNC và ba chưa là vậy. Đấy là cũng chỉ là tiếp theo nha. Để phòng ngừa rủi ro thôi, còn anh chị thấy là có thể kiếm cát ở đấy thì cũng có thể có nha. Cát thì giỏi, một là may mắn, hai là cũng may chịu cũng chục lần như thế này. Một lần nên là có thể đi tăng hết, một hai lần là tăng hết luôn. Cái tiếp theo là cái mà anh hay gặp đấy là cốc cát. Cốc cát là hiện tại hai cốc cát đúng không? Có hai cốc cát ở đây. Cát đây. Xem 15 phút mình xem thực tế. Cát. Lớp cát. Lớp cát. Lớp cát. Lớp cát. Lớp cát. Lớp cát. Đây nha. Có hai loại cát là cát tăng và cát giả. Cát tăng nha. Em cho em ghi nhận là 80% nó sẽ có cát cát. Em có cát tăng là 80% nó sẽ lớp cát. Nó sẽ đây nó bỏ đây. Nó sẽ đổi đây. 80% nó sẽ về lại. Nó hỏi lớp cát. Nhưng mà khi mà có lớp cát thì từ này thì tiền được rồi. Nhưng mà nó sẽ có trường hợp là nó lớp cát nó lại lên. Nó là phần 20% còn lại. Nó không lớp cát mà nó lên. Mà tỷ lệ đây là 20%. Nhưng mà hôm sau mới là lớp, hôm sau đấy sau đấy mở cát, hôm sau nó lớp lên. 80% nó không mở cát tăng là anh chỉ phải hướng lên trọn. Còn 20% còn lại nó là trường hợp này. Tất nhiên không có gì là cũng có trong trạng thời kinh nghiệm đấy. Còn cái còn khi mà đáp giả nó là 60% là nó sẽ giảm tiếp luôn, không có khác. Còn cái đáp giả là thường nó sẽ không có khác. Đây là đáp giả này. Có khoảng 40% thì lệ nó dần dần ngang nhau thôi. Đa phần nếu mà nó đáp câu khác ở đây thì nó sẽ rơi tiếp. Cứ thấy nó rơi rồi. Không có khác rồi. Tỷ lệ không có khác là cao hơn cũng là xe giả. Còn nếu mà tiền tăng đã tăng là 80% sẽ lóc cát. Đây nha, trong nhân để xét cái giai đoạn này của cát này, lóc này cát tiếp này, lóc tiếp này, cát lóc tiếp này. Cứ mở cát nào là lóc phát đấy thôi. Ở đây tiếp là cát tiếp. Thì có một trường hợp ở đây là này. Còn đây này cứ mở là sẽ lóc, cứ mở là sẽ lóc. Cứ mở cát là nó sẽ lóc. Đây ở đây này, bỏ này, bỏ cát đầu tiên này, bỏ vẫn lớp. Mà trên giả.